video này, tin học SoftNote sẽ hướng dẫn các bạn cách sao chép nội dung ở trên một trang web. Mà trang web đó người ta đã chặn cái tính năng bấm chuột phải hoặc là vô hiệu hóa tất cả các phím tắt ở trên bàn phím của chúng ta khi chúng ta thao tác trên trang web của họ. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình máy tính của mình nhé. Bây giờ mình đang mở một cái website và mình cần sao chép cái nội dung của một bài viết trên cái website này. Thì các bạn sẽ thực hiện như thế nào? Đối với lại các bạn nào mà đang sử dụng trình duyệt Firefox thì điều này cực kỳ đơn giản. Tại vì trên Firefox đã tích hợp sẵn một cái nút giúp cho chúng ta bật qua cái chế độ chỉ đọc. Các bạn cùng theo dõi nhé. Ở trên trình duyệt Firefox thì có một cái nút, đó là nút chỉ đọc như thế này. Các bạn bấm vào thì các bạn thấy là tất cả những cái hình ảnh ở trên trang web đó sẽ bị mất đi. Hình ảnh quảng cáo hoặc là hình ảnh ở trong các cái menu thì sẽ bị mất đi, còn chỉ hiển thị lại cái phần bài viết và nội dung hình ảnh nếu có ở trong bài viết đó thôi. Thì lúc này chúng ta hoàn toàn có thể là bôi đen cái đoạn văn bản của bài viết và chúng ta thực hiện lệnh copy bình thường. Đối với hình ảnh chúng ta cũng có thể sao chép cách bình thường. Sau khi các bạn sao chép xong thì các bạn có thể quay trở lại cái chế độ cũ. Còn đối với lại các bạn nào là đang sử dụng trình duyệt Google Chrome, ở đây mình sẽ mở trình duyệt Google Chrome lên và mình cũng truy cập vào cái trang web này. Đối với lại trình duyệt Google Chrome thì các bạn cần phải cài thêm một cái tiện ích để mà giúp cho chúng ta sao chép được cái nội dung văn bản. Thì các bạn sẽ mở trình duyệt Google Chrome lên, mở một cái tab và các bạn gõ cho mình cái nội dung đó là Reader View. Và các bạn truy cập vào website chrome.google.com với cái tiện ích đó là Reader Viewer như thế này. Tiếp theo đến là các bạn bấm vào nút thêm vào Chrome. Các bạn bấm vào thêm tiện ích. Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ thấy một cái nút cũng tương tự như trên Firefox xuất hiện. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ truy quay trở lại cái trang web mà chúng ta cần copy nội dung. Và chúng ta bấm vào cái biểu tượng tiện ích như thế này và chọn là Reader View. Đó, lúc này thì cũng giống như trên trình duyệt Firefox thôi. Các bạn hoàn toàn có thể sao chép cái nội dung văn bản qua một cái trình duyệt khác, ví dụ hoặc là một cái ứng dụng khác, ví dụ như là Notepad hoặc là WordPad. Và sau khi các bạn copy xong thì các bạn có thể bấm lại vào nút tiện ích và các bạn bấm bỏ cái tính năng Reader View đi, thì nó sẽ quay trở lại cái chế độ một trang web thông thường. Còn nếu mà các bạn nào không thích cái tiện ích này nữa thì các bạn sẽ bấm vào cái nút tiện ích và bấm vào quản lý tiện ích. Sau đó ở trong này thì sẽ chứa tất cả những cái tiện ích mà chúng ta đã cài đặt và các bạn bấm vào cái mục Reader View đây và bấm nút xóa đi. Các bạn chọn xóa. Ok, như vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký hoặc là chia sẻ video nếu video hữu ích. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.